Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cuốn sách Ai lấy miếng format của tôi. Đây là một cuốn sách rất nổi tiếng, đã phát hành được hơn 4 triệu cuốn tại Nhật và hơn 28 triệu cuốn trên toàn thế giới. Ngoài ra, nó còn đang được những công ty nổi tiếng như Apple hay Mercedes-Benz sử dụng để giáo dục nhân viên. Hôm nay, ngoài tổng hợp nội dung của cuốn sách này, mình sẽ phân tích cho các bạn 3 bài học có thể rút ra từ nó và lý do tại sao rất nhiều người nói đã thay đổi được cuộc đời mình nhờ cuốn sách này. Cuốn sách xoay quanh câu chuyện của 4 nhân vật là chuột đánh hơi, chuột nhanh nhẹn, người tí hon ù lì và người tí hon chậm chạp. Cả 4 nhân vật này cùng sống trong một mê cung. Mê cung này phân chia thành nhiều phòng khác nhau, trong đó có một số phòng chứa rất nhiều format gọi là kho format. Để tìm được món ăn yêu thích là format, cả 4 nhân vật hàng ngày đều tích cực tìm kiếm trong mê cung. Và một ngày nọ, họ tìm được một kho format vừa nhiều vừa thơm ngon. Kể từ đó, họ sống vui vẻ, hàng ngày đều ra ăn no nê rồi mới trở về nhà. Tuy nhiên, kho format đó cũng giảm dần theo thời gian và đến một ngày, toàn bộ số format ban đầu đã hết. Ngay lập tức, theo bản năng vốn có của mình, hai chú chuột đánh hơi và nhanh nhẹn đã nhanh chóng quên đi kho format cũ và đi tìm những kho format mới trong mê cung. Mặt khác, ù lì và chậm chạp lại hết sức bất ngờ vì sự biến mất của kho format đó. Họ không ngừng than vãn và quyết tìm cho ra lý do ai lấy miếng format của tôi. Sau một thời gian dài suy nghĩ, hai người này quyết định ở lại kho format này vì cho rằng rồi format đó cũng quay trở lại thôi. Đương nhiên là ù lì và chậm chạp có chờ bao lâu đi chăng nữa thì format đó cũng đã không xuất hiện và họ dần dần cảm thấy hoảng sợ. Lại một thời gian nữa trôi qua, cuối cùng chậm chạp cũng suy nghĩ mình phải hành động thôi, nếu mình không làm gì thì không thể có format, và rủ ù lì cùng đi tìm kho format khác. Tuy nhiên, ù lì lại nói nếu không tìm thấy kho format khác thì sao, bên ngoài chỉ toàn là nguy hiểm thôi, mình nên ở lại. Nghe vậy, chậm chạp liền trả lời có chờ ở đây thì format cũng không xuất hiện, cuộc sống đang thay đổi và chúng ta cũng phải thay đổi. Nói vậy rồi, chậm chạp quyết định đi khỏi kho format đó. Ở đây, anh đã học được một bài học, đó là nếu như không thay đổi thì chỉ có thất bại. Do đó, để có thể tồn tại được, tự bản thân mình phải thay đổi. Tuy nhiên, trở ngại ở đây chính là nỗi sợ hãi. Khi ra khỏi kho format cũ, sẽ phải đến những nơi mà trước đây mình chưa từng đến, gặp những việc mình chưa từng gặp. Đứng trước tình huống đó, Uli chỉ cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi, không thể hành động. Mặt khác, chậm chạp đã cố gắng suy nghĩ một cách khách quan. Anh đã nghĩ, mình đang bị nỗi sợ hãi chi phối nên chỉ nghĩ về điều xấu. Nếu không cảm thấy sợ hãi những gì sắp xảy đến với mình, thì mình sẽ làm gì? Và cuối cùng, anh đã quyết định thử đi tìm kho format mới. Điều bất ngờ là ngay sau khi thử đi tìm kho format mới, chậm chạp cảm thấy rất thoải mái và quyết tâm. Mặc dù vẫn chưa tìm thấy kho format, nhưng chậm chạp lại có một cảm giác rất háo hức. Sau một thời gian thì anh nhận ra lý do và quyết định viết nó lên tường. Anh viết, khi vượt lên nỗi sợ hãi của chính mình, bạn sẽ cảm thấy không bị trói buộc nữa. Nỗi sợ hãi chỉ phát sinh khi chúng ta tưởng tượng. Đến khi hành động thực sự, chúng ta mới nhận ra rằng những nỗi sợ đó chỉ là tưởng tượng và nó không có thật. Nhờ đó mà chậm chạp có thể thoải mái và háo hức tìm kiếm kho format mới. Rồi cuối cùng, đến một ngày, chậm chạp cũng tìm được kho format mới. Tuy nhiên, khi chậm chạp bước vào, nó chỉ toàn là những mảnh vụn do đã bị ai đó vào trước và ăn mất. Tuy nhiên, chậm chạp đã ngay lập tức nhận ra rằng nếu mình quyết định bỏ kho format cũ đi sớm thì mình đã tìm thấy kho format mới sớm hơn rồi. Thêm một điều nữa, tại thời điểm này, chậm chạp cũng nhận ra rằng mình không nên để ý hay nối tiếc quá nhiều về quá khứ mà phải tập trung cho hiện tại. Nhờ đó mà chậm chạp không hề tỏ ra nối tiếc vì đã đến muộn, anh ngay lập tức quyết định mình phải đi tìm kho format tiếp theo. Sau một thời gian tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng chậm chạp cũng đã tìm thấy được kho format mới. Kho format này lớn và ngon hơn rất nhiều kho format lần trước mà chậm chạp đã từng ăn. Bước vào bên trong thì chậm chạp nhìn thấy hai chú chuột là đánh hơi và nhanh nhẹn cũng đang đánh chén ngon lành kho format đó. Chỉ mất một lúc để định thần, chậm chạp nhìn vào những miếng format béo ngạnh đó, nuốt nước bọt rồi hô to, cảm ơn sự thay đổi. Vừa rồi là nội dung tóm tắt của câu chuyện Ai lấy miếng format của tôi. Tiếp theo, mình sẽ trình bày cho các bạn 3 bài học mà cá nhân mình rút ra được từ cuốn sách này. Không cần nói, chắc các bạn ai cũng hiểu, mượn hình ảnh của hai chú chuột và hai chàng tí hon, tác giả muốn nói đến cuộc sống của con người. Format ở đây cũng giống như những gì con người cần trong cuộc sống, ví dụ như thành công trong công việc, tiền bạc, những mối quan hệ tốt. Để có được nó, con người cần đi vào trong mê cung mà chúng ta gọi là cuộc đời đó để tìm kiếm. Điều quan trọng ở đây là các bạn sẽ chọn con đường dũng cảm đương đầu với những khó khăn, thay đổi như những chàng tí hon chậm chạp, hay các bạn sẽ giống như ù lì để nỗi sợ hãi chi phối và chỉ muốn giữ nguyên hiện tại. Về cá nhân mình, có 3 bài học có thể rút ra ở đây. Bài học đầu tiên, thay đổi không phải là đánh mất một cái gì đó, mà là để chúng ta có được một cái gì mới. Con người có một đặc tính tiếng Anh gọi là homeostasis. Đặc tính này làm cho con người có cảm giác yên tâm khi giữ nguyên được trạng thái hiện tại.
Nói một cách khác, khi đối diện với những sự thay đổi, con người thường lo lắng không biết mình có bị mất cái gì hay không. Đây chính là lý do mà hầu hết chúng ta đều rất ngại phải thay đổi. Lấy một ví dụ đơn giản, như các bạn đang làm việc trong một công ty, hàng ngày bị sếp la mắng, phải đối diện với nhiều căng thẳng, bạn cảm thấy chán nản và muốn nghỉ việc. Nhưng thực tế, phần đông trong số chúng ta vẫn đang hàng ngày cố gắng chịu đựng cảm giác đó. Lý do ở đây chính là các bạn sợ thay đổi, các bạn lo lắng, không biết nếu mình sang công ty mới nhưng tình hình vẫn như vậy thì sao? Và nếu mà mình nghỉ việc mà không kiếm được việc làm mới thì như thế nào? Cảm giác lo lắng khi thay đổi đó nó còn lớn hơn cả cái cảm giác bất mãn cho tình hình hiện tại, do đó hầu hết chúng ta đều chọn con đường tiếp tục ở lại. Đương nhiên là ở đây mình không khuyên các bạn nếu cảm thấy bất mãn thì hãy nghỉ việc ngay lập tức. Mình chỉ muốn nói để tìm được miếng format mới, các bạn sẽ cần phải vứt miếng format cũ đi. Chắc các bạn ai cũng biết quyết định trong tiếng Anh là decide, đúng không? Nghĩa gốc của từ này chính là cắt bỏ, vứt đi. Trong trường hợp này, quyết định là vứt bỏ, quên đi kho format cũ. Thay đổi chính là tìm kiếm kho format mới. Việc ý thức được điều này và thay đổi không ngừng là điều rất quan trọng trong cuộc sống. Bài học thứ hai, thất bại ở quá khứ không liên quan gì đến hiện tại. Mình có rất nhiều người bạn hay nói rằng, nếu như hồi đó tôi thi đỗ trường đại học này, hay nếu như tôi có khả năng này thì kết quả đã khác. Những người đó đang để ý quá nhiều vào quá khứ và lấy quá khứ làm lý do để chống chế cho những thất bại của mình. Đương nhiên, mình không thể nói điểm bắt đầu của tất cả mọi người đều giống nhau. Những người tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng sẽ có lợi thế hơn khi xin việc, hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ khó để bắt đầu một cái gì đó so với những người khác. Thế nhưng, các bạn sẽ không thể làm gì để thay đổi cái quá khứ đó. Việc các bạn có thể làm là cố gắng hết sức cho bản thân mình ở hiện tại. Các bạn có oán trách hay nuối tiếc quá khứ bao nhiêu đi chăng nữa thì miếng format mới cũng không xuất hiện. Có nhiều bạn hay đưa ra những lý do như tôi không có kiến thức, tôi không có tiền, tôi không có thời gian để cố gắng duy trì cái trạng thái hiện giờ của mình. Nhưng cũng giống như u lì và chậm chạp, các bạn sẽ không bao giờ tìm được kho format mới nếu như các bạn không chịu thay đổi. Nếu các bạn có thời gian để oán trách quá khứ đó, các bạn hãy thử cố gắng dành thời gian đó để thay đổi bản thân mình xem sao. Bài học thứ ba mình rút ra được đó là format thường chỉ có ở đằng sau nỗi sợ hãi. Khi chúng ta thay đổi một điều gì đó, chúng ta thường hay suy nghĩ nếu như mình thất bại thì mình sẽ như thế nào? Chắc hẳn mọi người sẽ cười nhạo mình ghê lắm. Rồi mình sẽ sống ra sao nếu không có tiền? Thế nhưng sự thật là đa số các trường hợp các bạn chỉ có thể thành công sau khi các bạn vượt qua được những nỗi sợ hãi như vậy. Mình có một phương pháp như thế này, các bạn hãy thử thay đổi suy nghĩ của mình theo kiểu này xem sao. Khi phải đối mặt với những nỗi sợ đó, các bạn hãy thử nghĩ rằng chính vì mình sợ cho nên nghĩa là mình đang đi đúng hướng. Đằng sau cái nỗi sợ hãi kia chính là thành quả mà mình đang mong muốn có được. Các bạn hãy thử xem nỗi sợ đó như một người bạn và cùng người bạn đó đi tiếp quãng đường tiếp theo của bạn xem. Hy vọng sẽ có nhiều format mới đang chờ đón bạn. Kênh video này của mình chuyên tổng hợp những cuốn sách, những đoạn video từ Nhật Bản và trên thế giới mà mình thấy hay. Và mình cũng hy vọng nó có thể hỗ trợ phần nào cho cuộc sống của các bạn. Nếu được, các bạn vui lòng ấn nút đăng ký để có thể được nhận thông báo khi có video mới. Ngoài ra, ở phần mô tả, mình có đính kèm thêm đường link của trang web cũng như Facebook kênh của mình. Rất mong các bạn ghé thăm và ủng hộ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.